Chào quý vị, đó là chương trình trực diện TV. Tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến cái hội chợ Tết ở bên Toronto thuộc Canada. Thì ngày hôm qua chúng tôi có đưa cái bản tin nói rằng một gian hàng trong cái hội chợ Tết này, đây là một hội chợ Tết Việt Nam và do chính những người Việt Nam gọi là ban tổ chức. Và hôm qua thì ban tổ chức đã gọi cảnh sát để mà đến yêu cầu xua đuổi, hay nói đúng hơn là đuổi ra khỏi cái khu vực hội chợ cho một cái gian hàng. Và một cái gian hàng đó là bị kết luận rằng là vi phạm những cái quy định gì đó của cái hội chợ. Thì cụ thể tại gian hàng này đó thì đã trưng bày những cái sản phẩm, trong đó có áo, có nón, có những cái khăn mà trên đó có cái biểu tượng của cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ví dụ như cái khăn quàng cổ đó để giữ ấm cho cái mùa đông thì cái màu vàng và trên đó có ba sọc đỏ, hoặc là những cái chiếc nón có thể nhiều màu khác nhau nhưng mà có một cái khung nhỏ nó có cái cờ vàng và chọc đỏ trên đó, hoặc là những cái chiếc áo thun t-shirt mà màu trắng thì ở giữa ngực á có một cái hình lá cờ vàng, hoặc là cái hình mà cái bản đồ Việt Nam màu vàng và ở giữa thì cũng có cái ba sọc đỏ. Thì những cái biểu tượng như vậy ngày hôm qua đã bị cấm và cho rằng cái gian hàng như vậy là không có phù hợp, nói chung là không được phép để mà trưng bày trong cái hội chợ đó. Chúng tôi thì không có đủ những cái thông tin để mà đi sâu hơn là trong cái hợp đồng giữa những người mà thuê mướn các cái gian hàng đó đối với ban tổ chức như thế nào. Và được biết rằng đây những người mà tổ chức trong cái hội chợ Tết này thì cho rằng là họ làm những cái việc thiện nguyện và vì phục vụ cộng đồng, cũng như là làm nhiều cái vấn đề từ thiện. Và cái tổ chức một cái hội chợ như vậy là phi chính trị và thậm chí là phi tôn giáo. Tức nghĩa rằng các cái cơ quan tôn giáo hay là các cái đảng phái chính trị hay là nhiều cái tổ chức, các cái hội đoàn ở trong khu vực mà muốn tham gia thì dĩ nhiên là người ta vẫn có thể tham gia, nhưng mà những cái hình ảnh biểu tượng như là lá cờ là người ta không được phép. Ngay cả lá cờ của Phật giáo hay là lá cờ của Thiên Chúa giáo, hoặc là những cái lá cờ như là chúng ta đã thấy ngày hôm qua, có khá nhiều những hình ảnh. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng tôi thấy có thêm những cái tin tức mới nữa. Thì có người nói rằng là hôm qua thì cũng có những người phản đối cho rằng là cảnh sát can thiệp như vậy là không có đúng. Ở Canada, ở Mỹ thì người ta có cái quyền tự do và cái quyền biểu đạt các cái ý kiến và ngay cả các chính kiến nữa. Người ta có quyền mang cờ vàng, người ta có thể mang cờ đỏ, mang bất cứ một cái lá cờ nào và người ta muốn mặc ở trên áo hay là đội ở trên đầu thì cái chuyện đó rất là bình thường. Tuy nhiên có một điều đó thì cũng có những ý kiến ngược lại thì nói rằng đây là một cái sự kiện, một cái event mà nó mang tính chất riêng tư, mang tính chất là của các cái hệ thống tư nhân người ta làm. Và dĩ nhiên là những người chủ của nguyên cái khu vực đó hay là ban tổ chức đó, người ta đã thuê mướn cả một cái khu vực như vậy và người ta cho thuê lại để mà thực hiện các cái gian hàng triển lãm thì người ta có quyền để mà quy định một cách rất là riêng tư. Thí dụ người ta cấm là không cho ăn thịt, không cho ăn cá, hoặc người ta muốn cấm một cái điều gì đó thì có những cái quy định nó mang tính chất riêng tư, chứ không thể nói rằng cái luật và cái quyền tự do như là ở chỗ công cộng được. Thì đó là những cái ý kiến mà tranh cãi ngày hôm qua đến nay. Thì hôm nay đó chúng tôi theo dõi thêm ở trên nhiều cái trang mạng xã hội, nhất là những người ở trong cái khu vực này, ngay cả những người làm truyền thông nữa, thì cho thấy rằng ngày hôm nay cái sự việc nó đi xa hơn một chút. Ban tổ chức đó ngày hôm qua có một nhóm người, người ta cũng đã trả lời với báo chí, trả lời trên truyền thông và viết rất là nhiều những cái dòng chia sẻ ở trên cái mạng xã hội như là Facebook, như là YouTube chẳng hạn, và nhiều cái bài viết ở trên nhiều cái trang riêng của cả những cái hội đoàn gọi là chống cộng nữa, của cả những cái trang nhà của một cái đảng phái mà chính quyền Việt Nam đã đưa vào cái danh sách gọi là bìa đen. Nhưng mà những cái sự phản đối đó cứ nghĩ rằng là ban tổ chức người ta chùn bước, người ta sẽ khiếp sợ và hôm nay người ta sẽ nhượng bộ, nhưng mà không. Ngày hôm nay thì chẳng những người ta không khiếp sợ mà ban tổ chức lại làm quyết liệt hơn. Tức nghĩa là từ khi mà mở cái hội chợ đó từ buổi sáng đó, người ta vẫn bán vé bình thường. Vé được biết rằng là 15 đồng một vé để mà đi vào cái hội chợ đó. Và những người đó ngày hôm nay đã bị những người mà bảo vệ đó, những security mà người bản xứ, những người da trắng,
người ta kiểm soát rất là chặt chẽ. Người nào có vé rồi thì mới được vào. Nhưng mà nếu mà trên người của cái người mà cầm vé vào đó mà đội cái nón mà có lá cờ vàng ba sọc đỏ, hay là mặc cái áo có lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì ngay lập tức bị cái người mà gọi là security đó, người ta chặn ngay, người ta không cho vào. Đây là cái điều mà rất là đặc biệt. Có thể nói rằng người ta đã cấm như vậy thì cái điều này nó tạo ra một cái sự căng thẳng mới. Và ngày hôm nay thì có nhiều các cái báo chí ở địa phương, ví dụ như những cái tờ báo mà thì đây là chúng ta thấy rằng những cái người đó, ngay cả cái đài CBS, thì đây là một người ở địa phương mang tên là Trần Minh Nhật, thì cũng nói rằng là đài truyền hình Canada CBC tới làm phóng sự những ai đã cắm cờ vàng trong cái hội chợ này đó. Người ta đã đến, nhưng mà những người mang đội nón mà có cái lá cờ vàng đó, hoặc là cái khăn mà có lá cờ vàng, thì cũng chỉ đứng ở bên ngoài thôi. Ở phía đằng xa là chúng ta thấy rằng có cái cửa đi vào đó, thì người ta phải kiểm tra và không cho đi vào bên trong, bởi vì cho rằng đi vào bên trong như vậy, hoặc là anh này chia sẻ rằng là kỳ lạ, một cái hội chợ Tết mà như chiến trận. Chiến trận là bởi vì tranh cãi. Ở đằng xa này có một anh cảnh sát. Anh cảnh sát thì ảnh đang kiểm tra. Và những hội chợ Tết cản không cho tôi vào. Chúng ta thấy rất là rõ. Nhiều lắm, rất là nhiều. Những cái sự chia sẻ giống như vậy. Hôm nay thì đến cấm cờ vàng Việt Nam, cấm cờ Việt Nam Cộng Hòa. Một cái thành viên ban tổ chức khi nào được hỏi về cờ Canada thì họ sẽ nói là it's illegal. Tức nghĩa là cái cờ Canada cũng không được cho vào luôn. Nói chung là người ta gọi là không hợp pháp trong cái hội chợ đó. Thì trong một cái người khác, thí dụ như trong cái trang nhà của một cái người cũng ở bên Canada đó, ở trên Facebook, thì cái cô Thanh Tâm này làm có một cái chương trình YouTube riêng, và cũng có chia sẻ rất là rõ là nói về chân dung của ban tổ chức hội chợ Tết Canada Test of Asia 2023, thách đố cộng đồng, cấm lá cờ di sản của người Việt, rồi người Việt tự do, và gọi cảnh sát trục xuất những ai đội nón, đeo khăn tròn cổ, mặc áo có biểu tượng cờ vàng. Chúa nào ban hồng ân cho những kẻ gây xáo trộn trong cộng đồng và tước đi quyền tự do biểu đạt của người khác vậy, Kelly? Thì cái cô Kelly đó có lẽ rằng là một cái người là đứng ra tổ chức. Đó, cái cô Kelly là cái cô mà mặc cái chiếc áo màu trắng, cái áo dài màu trắng đó, đứng cô cái cạnh bên cái cô mặc cái áo vải màu vàng, hình như là phía bên trái đi sang, hình như là người có cái hình thứ ba đó, áo dài trắng đó. Thì không biết là có đúng như vậy không, thì rõ ràng ở đây có cái chấm đỏ, chúng ta thấy rất là rõ. Và những cái sự chia sẻ như thế này, gọi là cuộc chiến bảo vệ cờ vàng hôm nay đã đông đảo hơn, gai cấn hơn, vì đám cấm cờ vàng càng lộ mặt, và thay vì hôm qua tập trung bên trong hội trường chỉ ra cái sai kỳ thị duy nhất là lá cờ vàng của ban tổ chức, thì chúng tôi chia ra bên trong và bên ngoài, người già trẻ nhỏ, nam phụ lão áo, đông đảo các hội đoàn tham dự. Rồi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến bảo vệ vinh danh lá cờ di sản cộng đồng người Việt, trong đó có đảng Việt Tân, hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hội Thủ Đức, hội Toronto, hội tất cả những cái này. Thì hôm qua thì cái gian hàng đó thì được cho rằng là gian hàng của Việt Tân, nhưng mà chúng tôi cũng chưa có kiểm chứng lại nó có đúng như vậy không. Thì một cái gian hàng gọi là như thế này đó, áo sơ là coi như là toy show gì đây, những cái treo những cái áo thì có cái hình lá cờ vàng. Thì có những cái sự chia sẻ của những người ở trong cái khu vực thì cho rằng đây là cái vụ việc mà nó chưa từng xảy ra trong thực tế. Và cái vụ việc này đó, đây là cô Thanh Tâm, là cái cô mà chúng ta thấy rằng cũng khá là quen thuộc với những người chống cộng. Thì sự việc này nó đã trở nên nghiêm trọng rồi, nó không phải là đơn giản nữa. Lần đầu tiên một cái biểu tượng của cái lá cờ vàng và cái lễ hội mà gọi là đa sắc tộc mà cô Ly gọi là Hồng Miên đã cấm tất cả các cái lá cờ không có được xuất hiện trong cái hội chợ này. Cái hội chợ gọi là Test of Southeast Asia, viết tắt là SEA. Thì bây giờ thì những người ở trong những người mà họ bị cấm á,
để đã phản ứng rất là dữ dội, cho rằng là có một sự vi phạm dân chủ nhân quyền ở đây, và người ta nói là bảo vệ cờ vàng quyết liệt. Nhưng mà những người bảo vệ cờ vàng thì cũng đứng ở bên ngoài thôi, không thể đi vào bên trong được. Những cái cửa đó thì bị, đây đây có lẽ là cái hình của cái cô gái này, cái cô rất là trẻ, có lẽ là cái cô Hồng Lê gì đó, Kelly đó, cái cô Kelly đó. Thì cái người mà tổ chức như vậy thì cái cô này được biết rằng là có làm từ thiện, và cũng được biết là có đi về Việt Nam thường xuyên, đi đi lại lại. Do đó thì có lẽ là cũng vì cái lý do đó mà người ta cũng đưa ra những cái điều kết luận rằng cô này là không có bảo vệ cờ vàng, hoặc là người ta đang có những lời mà chụp mũ đối với cô này. Tuy nhiên thì ban tổ chức ngày hôm nay đó, những cái hình ảnh mà quay được đó thì cũng thấy rằng có nhiều người họ cũng đến, và cũng đến họ cũng mua vé bình thường thôi, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì gọi là cản trở hết. Thì chúng tôi thấy là có những cái dòng chia sẻ cũng rất là vui, những cái dòng chia sẻ của những người mà họ đến á, và họ đã ghi lại. Có những cái dòng chia sẻ cũng rất là gay gắt, có thể nói rằng là những người gọi là bảo vệ cờ vàng, nhưng mà ngược lại thì có những người thì họ bảo vệ, họ nói rằng là cái tổ chức hội chợ bây giờ thì mang tính chất là thuần phong mỹ tục nhiều hơn, hoặc là về cái văn hóa thì nhiều hơn, hoặc là nói về cái truyền thống thì nhiều hơn, chứ không nên để những cái vấn đề mà chính trị hoặc là đảng phái, hay là ngay cả vấn đề mà tôn giáo nó quá nặng nề cũng tạo ra một sự mất đoàn kết. Cho nên thì cũng là đẩy lùi luôn những người gọi là lợi dụng cờ vàng, hay là vì đem những cái lá cờ vàng, những cái biểu tượng đó ra rồi tạo ra những cái sản phẩm, hoặc là kêu gọi người ta đóng góp, hoặc là bán đi những cái sản phẩm mang tính chất là mà mang tính chất chính trị như vậy. Ví dụ như trước đây những người mà ủng hộ Trump nhiều đó, thì nhiều người cũng in nón, in mũ mão, rồi những cái vật phẩm có cái hình chữ Trump, rồi tên Trump, rồi đủ thứ, những cái vấn đề liên quan để mà người ta muốn kiếm tiền. Thì có những cái sự tranh cãi như vậy, và những người ở trong cuộc thì chia sẻ rất là nhiều. Ví dụ như đây là có một cái dòng chia sẻ ở trên trang Facebook của một cái người mang tên là Quang Đăng hay gì đó, thì lá bài lật ngửa qua vỏ bọc người Việt quốc gia đã từng núp bóng cờ vàng, đeo khăn hoàng vàng để mà xin tình nhân ái của quốc gia, của người quốc gia. Thì làm việc từ thiện không phải ai cũng lầm, nhưng rất nhiều người bị lầm, trong đó có lão. Lão đã từng ngưỡng mộ một người con gái Việt Nam trẻ tuổi trong một cái hình dáng nhỏ bé, nhưng đã làm được những cái việc khá lớn. Nhưng qua cái event Test of Vietnam thì chúng tôi đã thấy rõ 99% bộ mặt giả dối và ý thức hệ thân cộng của cô ta, Kelly Hồng Lê. Chúng tôi lên tiếng cảnh báo. Đó, đây là cái điều mà rất là rõ, chúng ta thấy nói rất là nhiều nha. Thí dụ như nay qua cái event hội chợ Tết Việt Nam với cái chủ đề Test of Asia, Kelly Hồng Lê đã ra mặt chống đối lá cờ vàng quốc gia một cách kịch liệt và tích cực. Kể cả nhân danh trưởng ban tổ chức ra lệnh cho cái đám bảo vệ, nhóm bảo vệ được thuê mướn sách nhiễu và gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi là những người Việt quốc gia tị nạn cộng sản muốn vinh danh lá cờ vàng là một di sản văn hóa của người Việt yêu nước, yêu tự do. Rồi sao không không sao kể hết được cả trăm chi tiết đó, chúng ta thấy rất là rõ. Nhân đây tôi cũng xin tự giải oan cho tôi là trong dáng dấp nhỏ bé của mẫu người con gái duyên và dáng Việt Nam, khê lì có cái mưu mô của một con người, một con người tà. Tôi luôn sẵn sàng ủng hộ tất cả các chương trình gây quỹ làm từ thiện giúp kẻ khốn cùng bên Việt Nam. Có một anh chị bạn thân mời tôi mua vé tham dự quỹ từ thiện cho hội Francisco, mà người chủ xướng là một vị yêu Chúa học thành thầy mấy nhưng chưa hề làm cha, làm linh mục. Đó, chúng ta thấy những cái sự tranh cãi như vậy. Và có người đó thì cho rằng cái cô này đó đã từng đi đi về về hoặc là làm việc với Việt Nam, cho nên rằng làm từ thiện như vậy thì để cho cô ta hãy để làm từ thiện.
và mang những cái việc mà làm từ thiện đó đến Việt Nam. Cho nên là nói rằng là những người đó thì có lẽ là vì nhiều, rất là nhiều cái sự sự chia sẻ trong những cái dòng mà chia sẻ đó, thì có những người ủng hộ nhưng mà có cũng những người chống. Thí dụ như nói rằng là Thiện nghĩ rằng cộng đồng tị nạn dù ở đâu thì nên có một cái tổ chức chặt chẽ, có cái luật sư riêng trong cộng đồng, có một nơi cho những cái lễ lạc và đi thuê gian hàng nên mới bị đau đầu, mới bị đầu nậu lợi dụng, và khi nó lộ bộ mặt trân tráo rồi thì xin đồng hương tị nạn nên thẳng thẳng thắn gạch mặt. Người Cộng Hòa sao cứ dễ bị lừa như vậy đó. Rồi trong đây thì có người nói là cộng con nằm vùng, ghê gớm, rất là nhiều 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 cái sự chia sẻ lắm. Và chỉ có chỉ là lá cờ vàng thôi mà sao người ta phải sợ sệt đến hèn hạ như vậy. Theo con, Tết này chúng ta tự treo cờ vàng ở nhà riêng, khỏi cần y văn y vẹo gì với cái đám nửa người nửa ma vậy. Nhiều những người mà ủng hộ thì cũng khá là nhiều, và có người thì nói rằng là đây là những kẻ phản bội, rồi những cô bé đáng thương mà cũng thật đáng trách. Và như vậy thì chúng ta thấy là những cái người trẻ đó bây giờ họ bắt đầu họ dấn thân vào cộng đồng nhiều hơn và cũng đứng ra để mà tổ chức. Bên cạnh cái việc mà tổ chức như thế này thì được cho rằng cái cô Kelly mà Hồng Lê đó đó thì cũng đã từng làm những cái tổ, có một cái tổ chức làm từ thiện và cũng đã đi về Việt Nam để mà làm từ thiện. Và bây giờ có người thì nói rằng là có lẽ vì về Việt Nam hoặc là đi 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 lại lại cho nên người ta cũng còn sợ, hoặc là vì cái áp lực của chính quyền Việt Nam chăng. Hoặc là nếu rằng là cái tổ chức mà cộng đồng cờ vàng, cái tổ chức mà chống cộng chẳng hạn, hoặc là hóa thân với các đảng phái mà ở phía Việt Nam đưa vào sổ bị đen, thí dụ như những cái nhóm, những cái hội đoàn mà gọi là khủng bố, hay là những cái tổ chức bị truy nã gì đó của bên Việt Nam, mà nếu mà thân thích như vậy thì có lẽ là người ta sẽ không được đi về Việt Nam. Và làm từ thiện thì cũng phải tiếp xúc rất là nhiều người, mà đi tuyên truyền một cái kiểu chống cộng thì chắc có lẽ là những người đó không phải sợ. Chính vì vậy ai cũng nhận định rằng các cái tổ chức làm từ thiện thì phải có thỏa hiệp với phía bên chính quyền, phải có những cái sự nhượng bộ. Nhưng mà đến độ đó, mà đến bây giờ thì cái cộng đồng ở hải ngoại, cộng đồng thì gọi là cờ vàng, nhưng mà cờ vàng hôm qua đó thì bị cũng có những người mang cái biểu tượng cờ vàng đi vào bên trong được, thì đến độ mà ban tổ chức người ta phải mạnh tay hơn là gọi cảnh sát để mà đuổi những cái quầy hàng đó ra. Và sáng ngày hôm nay thì khi mà mở cửa lại thì những người từ bên ngoài đi vào thì những cái biểu tượng cờ vàng không được phép vào, hoặc là một số cái người mà hôm qua đem tường thuật, hoặc là có những cái lời nói, những cái sự cự cãi, những cái sự chỉ trích mang đến chất là căng thẳng đối với ban tổ chức đó, thì hôm nay những người bảo vệ của cái khu hội chợ này người ta cũng cấm luôn, người ta cũng cấm không được vào luôn. Chúng ta đã thấy rồi đó, trên trang Facebook vừa rồi thì ông Ngâm Trần Minh Nhật cũng có nói rằng là họ cấm luôn không cho tôi vào. Dĩ nhiên là anh này cũng có những cái ý kiến và cũng có quay những cái đoạn phim đưa lên, thì bây giờ người ta không đưa vào, mặc dù mình có mua vé đi nữa người ta không cho vào. Và đó là cái quyền mà nhiều người nhận định rằng ban tổ chức người ta có cái quyền đó, đây là một sự kiện riêng tư vì vấn đề an ninh, đi vào để mà quậy phá la lối làm ảnh hưởng người khác, hoặc là đi vào với cái thái độ không thân thiện thì người ta có quyền để mà ngăn chặn. Còn cái việc mà cái quyền của mình được thưa kiện, hoặc là mình muốn chống đối, mình có thể đứng ở bên ngoài mình biểu tình, thì cái chuyện đó là chuyện của mình. Nhưng mà người chủ đó của cái khu đó, người ta có quyền. Mình cũng có quyền kêu gọi tẩy chay, kêu gọi người ta đừng có đến, hoặc là mình có thể đi trình bày những cái ý kiến của mình có thể phản đối, mình có thể tố cáo được. Nhưng mà đó là quyền của mình. Còn sự việc bên trong thì người ta vẫn cứ tiến hành. Những người trong khu vực đó, thì trong đó chúng tôi thấy có nhiều hình ảnh của những cái cha mẹ trẻ rồi dẫn những cái đứa con rất là nhỏ cũng đi vào trong cái hội chợ đó mặc những áo dài truyền thống. Thì bên trong thì không biết là đông hay không, nhưng mà rõ ràng người ta vẫn tổ chức bình thường. Thì sau cái sự việc này đó, có lẽ là có cái sự tẩy chay hay không thì chúng ta chưa biết. Đó là cái hội chợ Tết ha, Test of South Asia đó, rất là rõ ràng. Thì phải nói rằng đây là cái sự việc hôm nay thì chúng tôi có thể trả lời chính thức rằng là nó đã, cái tin hôm qua chúng tôi đưa là đúng, và nó lại còn
gay gắt hơn ngày hôm qua nữa. Nghĩa là hôm qua thì một số người còn đi vào trong được, nhưng mà hôm nay thì không có ai mang cờ vàng vào bên trong được hết. Và bạn bị tẩy chay, bị ngăn chặn từ đầu, không thể bước vào cái cửa để mà đi vào bên trong. Đó là cái điều rất là chắn chắn. Chưa biết rằng các cái hội đoàn gọi là bảo vệ cờ vàng, các cái binh chủng hay là các cái cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là các cái đảng phái, thì không biết rằng người ta sẽ có lên tiếng hay không. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã nghe một vài các cái ý kiến thì nói rằng là có lẽ là trong cái nhóm đó thì cũng đứng dưới cái đảng phái này, cũng đứng dưới các hội đoàn kia, mà nếu mà mình lên tiếng như vậy có khi mình lại ủng hộ cho đảng phái đó, hội đoàn nọ, cho nên là người ta cũng đang rất là dè dặt, chưa biết rằng có lên tiếng đồng lòng hay không. Tuy nhiên một sự kiện mà cờ vàng không có cho phép xuất hiện trong cái hội chợ Tết như vậy là một cái điều chưa từng có xảy ra. Và người ta lại sợ là cái việc mà ngăn chặn cờ vàng như vậy, nếu mà thành công ở Toronto thì người ta sẽ làm ở những nơi khác. Nó sẽ lây sang Hoa Kỳ và nó sẽ đến luôn những cái thủ phủ tị nạn cộng sản như là ở bên California hay là ở bên Texas hay là nhiều nơi khác. Thì đó mới là vấn đề. Có phải chăng là lá cờ vàng hay là những ý thức hệ mà cộng sản quốc gia đó, nó làm quá căng thẳng trong 40 mấy năm rồi, thì đã đến lúc cần phải xếp lại, đã đến lúc cần phải có một cái cách nhìn mà làm sao nó có một cái điểm chung, chứ còn mãi mê mà quấn cái lá cờ vàng rồi khiêu khích và đi chụp mũ những người khác, thấy ai cũng là Việt Cộng nằm vùng, thấy ai cũng là thân với cộng sản, người ta đi đi và lại lại Việt Nam làm từ thiện thì nói người ta là cộng sản, hoặc là người ta đi buôn bán làm ăn với Việt Nam thì nói người ta là cộng sản, hoặc người ta tổ chức các cái việc làm ăn gì đó mời những cái người ở trong Việt Nam, thí dụ như những cái chương trình ca nhạc mời vài cái ca sĩ trong Việt Nam sang thì cũng chụp mũ người ta là cộng sản, là tuyên truyền nghị quyết. Nói chung là cái việc mà lợi dụng cờ vàng là có thật, và lợi dụng cờ vàng để kiếm ăn cũng là có thật, và chống cộng cụi cũng là có thật. Đó là những cái điều mà cần thiết phải nhìn nhận rất là rõ để mà có một cái cách nhìn chung. Thí dụ như ai cũng mong muốn rằng Việt Nam đang phát triển, mong muốn Việt Nam càng lúc càng tiên tiến hơn, thì dĩ nhiên là ở Việt Nam cũng còn nhiều cái tồn động. Việt Nam người ta cũng đâu có né tránh, người ta nói là không đấu tranh đâu. Đấu tranh, nhưng mà đấu tranh làm sao để cho cái đất nước mình nó tốt hơn, để cho nó đi đến một cái văn minh, đi đến một cái chỗ mà nó tự do dân chủ, thì cái điều đó trong Việt Nam người ta cũng nói rất là rõ như vậy. Người ta cũng muốn như vậy, nhưng mà cách đi như thế nào, cái cách làm ra làm sao, và mãi mê cứ lấy vàng để mà lấn át đỏ, hay là cứ chụp mũ đỏ để mà tấn công họ, thì mãi mê cái cộng đồng này nó cũng vẫn nát như tương tàu, và nó vẫn chia rẽ mãi mê, và cho thấy rằng những cái thành phần trẻ càng lúc càng lớn lên á, cái cách nhìn có đổi khác, và thậm chí nó mạnh mẽ hơn. Thí dụ như cái cô mà Kelly này đó, thì phải nói rằng cô ta đứng như vậy mà còn đương đầu và nói không với lá cờ vàng. Dĩ nhiên là làm từ thiện người ta có quyền nói là phi chính trị, phi tôn giáo luôn, làm mà cái điều đó là đúng thôi, bởi vì ảnh hưởng chính trị quá thì sẽ bị cản trở, chắc chắn là phải cản trở rồi. Quấn cái lá cờ vàng mà xin làm từ thiện ở trong Việt Nam, mà muốn xách gạo thóc hay làm mắm muối gì đó đi từng làng xóm trẻ nhỏ và nói rằng ở đây lá cờ vàng cho đấy, như vậy thì chẳng khác nào tuyên truyền rồi. Dĩ nhiên là người ta không cho phép, là ngay cả chính quyền Việt Nam người ta cũng không cho phép như vậy. Cho nên là phải phi tôn giáo, phải phi chính trị, mà muốn dấn thân cho cộng đồng thì cái điều đó là cái điều rõ ràng. Đây là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ một chút, nó hơi dài dòng, nhưng mà để mà quý vị hiểu được là cái cộng đồng ở bên đây đó, nó cũng còn rất là nặng về vấn đề cờ vàng hay cờ đỏ. Nhưng mà ngày hôm nay nó đã có những cái sự đổi khác. Phải có những cái sự đổi khác, và cái lứa trẻ đó nó có suy nghĩ khác, và cái môi trường hoàn cảnh để mà hoạt động, ngay cả vấn đề từ thiện đó, nó cũng phải có những yêu cầu khác. Những cụ lớn tuổi, các chú các bác có lẽ là vì thù hận cộng sản nhiều quá, cứ mãi mê cái lúc nào cũng phải trưng cái lá cờ vàng qua ra đó, thì dễ bị những cái thành phần nó lợi dụng, nó lợi dụng, nó bán áo bán, hoặc là nó lợi dụng, nó chống cộng cụi để mà nó kiếm tiền, nó móc tiền mình, thì cái điều đó cũng rất là nên tránh. Thì hôm nay cũng là những ngày gần Tết rồi, chúng tôi xin chúc quý vị một những ngày tới rất là bình an, và chúc cho cộng đồng càng lúc càng tăng tiến, và nó có sự đoàn kết hơn. Và đây là một cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ như vậy, và xin dừng lại đây.
Kính chào quý vị.